Cái đầu tiên nãy ngon 10 điểm, cái này ngon tới 100 điểm luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay lại là chuyên mục cơm tối nha. Cơm trắng ăn kèm với lại chân gà sốt cây. Cái này là rút xương rồi nha mọi người. Và một cái món này phải nói là siêu phẩm luôn. Nếu mà bạn nào đã subscribe kênh của Bin từ lâu rồi á thì chắc có thể đã từng xem qua cái video mà Bin ăn trứng lòng đào ngâm tương đúng không mọi người. Thì đây, hôm nay Bin sẽ ăn lại cái món này. Là Bin mua ngay cái chỗ cũ Bin đã từng ăn luôn, cô kim tomato á mọi người. Trong đây nó có cá hồi ngâm tương đó nè mọi người, là của Wabi Sabi á. Cái video trước Bin có ăn á, mà hôm bữa nhiều quá Bin không thể ăn hết, cho nên là Bin đã bảo quản trong tủ lạnh. Hôm nay đem ra ngâm chung với lại cái trứng này ăn tiếp. Còn cái chân gà với lại cái mắm tép chân thịt này là của bên Miss Seven. Rồi bây giờ thì mời mọi người cùng ăn chung với Bin nha. Ăn liền cái trứng này, chen cái nước tương vô coi. Trong đây á, nó có gia vị á, vừng, hành, ớt. Để sáng cái trứng nó cho mọi người coi nè. Nè mọi người, nó còn ướt ướt á, nhìn rất là béo luôn á. Cái món này thì Bin đã từng ăn rồi, hôm nay ăn lại thôi. Xuất sắc. Chân gà sốt cây nè, ngon lắm. Là miếng cá hồi hen. Siêu phẩm thật sự luôn. Cái trứng làm thơm, ngon, vừa ăn lắm mọi người. Đặc biệt là nó không có bị nhớt nha. Biến sang cái mắm tép chân thịt này. Mọi người thấy không? Đó. Nè. Trời ơi, xuất sắc chưa? Wow. Rất là ngon. Mặn như vậy á, ăn với cơm là vừa luôn. Hao cơm thật sự luôn á. Để tôi ăn sắm này tôi nói tới cái vụ mà của học. Bữa giờ á, kiểu Bin đăng video này nọ nè, cái cũng có mấy bạn comment ở dưới á là lâu quá rồi sao không thấy Bin rủ học quay, hãy rủ học quay đi Bin, nhớ học quá. Thật ra là Bin có rủ quá chứ, nhưng mà tại vì học nói á là học bị lười, học không có mood để quay mukbang. Thì kiểu mình tôn trọng học mà, cho nên là ok, không có mood thì thôi, không có ép. Cái học mới nói là không phải gì, nhưng mà thật sự á, học thích đi du lịch để quay vlog hơn, giống như là cái vlog Đà Lạt vừa rồi á mọi người. Tại vì học nói á, là học coi cái đó lại á 10 lần 20 lần có luôn, mà lần nào học cũng cười đó, tại vì lần nào nó cũng vui hết á, coi đi coi lại nhưng mà nó không có bị chán. Thì học mới mong là cái dịch này đỡ nè, xong rồi cả team cùng nhau đi du lịch rồi quay vlog tiếp. Tại học
thích những cái vlog như vậy hơn, nó sẽ để lại nhiều dấu ấn, để lại nhiều kỷ niệm hơn á. Còn học nó quay mukbang á, cứ ngồi ăn với nó nhảm không học, đang bị rớt mút, học bị lười, học không có hứng thú để quay thì vậy thôi mọi người. Tại vì dịch giờ Bin cũng đâu đi đâu được đâu, cho nên Bin ngồi ở nhà Bin quay mukbang như vậy nè. À bữa giờ Bin cũng có quay cái vlog những ngày nghỉ dịch ở nhà của mình như thế nào á đó, thì để nói ra cho mọi người biết như vậy á, chứ không phải là Bin không rủ mọi người ơi. Bin kêu là học ở nhà mà có chán á qua đây quay với Bin nè, nhưng mà học bị lười. Mọi người nhìn cái lòng đào nè, mọi người thấy không? Trời ơi, xuất sắc luôn á, thấy nó. Ôi, cái hồi nãy á là nó còn hơi đặc nha. Cái này là đúng chất lòng đào luôn nè. Che một miếng nước tương vô. Ừ, đó, trời ơi. Cái này mới là ngon nè. Cái đầu tiên nãy ngon 10 điểm, cái này ngon tới 100 điểm luôn. Tại vì á, nó béo. Wow. Trời ơi, hôm qua đá banh mọi người dùm luôn, náo động nguyên cái Facebook luôn. Bạn nào mà không thích ăn mấy cái hành này nọ chắc không ăn được cái này đâu ha. Tại Bin nghĩ vậy, cái này nó hơi nồng mùi hành á. Trong đây còn nè, nhưng mà Bin để ra ngoài 4 trứng thôi, tượng trưng thôi. Mà mọi người lưu ý á, khi mà mọi người muốn mua cái chỗ này đi, tại vì anh cảm thấy chỗ này bán là ngon, cho nên nếu mọi người muốn mua chỗ này á thì mọi người phải đặt trước á, tại vì không phải là ngày nào cũng có, mà người ta sẽ làm theo những cái đơn đặt. Nói cho mọi người lưu ý thôi. Để tôi coi coi cái trứng này nó có lòng đào không. Không, ý là nó không có chảy giống hồi nãy. Tùy cái. Trời, cái nãy chảy thích quá. Nhưng mà mọi người thấy không? Những cái này nè là Bin có ăn ở trong video trước, nhưng mà ăn không hết đó thì bảo quản tủ lạnh rồi mình ăn tiếp thôi. Ngon thì phải công nhận. Hào cơm. Hào cơm quá, đó rồi nè, ngon giả mang. Bữa giờ Bin cũng tính ăn lại cua ngâm tương, nhưng mà cái chỗ cua ngâm tương hồi đợt Bin mua thì cái chị đó hết bán rồi. Bin đang kiếm lại một cái chỗ nào mà được review ngon để Bin mua Bin quay cho.
Hết rồi. Món nào cũng ngon hết. Chia so yeah, lại kết thúc một bữa ăn ngon nữa rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video nha. Nếu mà mọi người thích ăn trứng em tương thì hãy vô cái base mà Bin để dưới mọi người mua nha. Còn hai cái chỗ này là một cái chỗ bán khác mà Bin cũng sẽ để dưới luôn. Đừng quên nhấn like video của Bin, subscribe kênh của Bin và social media của Bin ở đây. Đừng quên connect với Bin nha, Facebook, Instagram và TikTok. Bye bye, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Giữ sức khỏe nha mọi người.